cái cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia đầu ngành thẩm mỹ trong việc ứng dụng các liệu pháp trẻ hóa vùng mặt với ultrasound 100 và 200. Thì bản thân mình cảm thấy đây là một sản phẩm mình rất là nổi bật ở trên thị trường, bởi vì chúng ta có thể ứng dụng rất linh hoạt, đơn lẻ hoặc kết hợp trong những liệu trình thẩm mỹ. Nếu như mà liệu trình laser ultrasound 100 nó đem lại một cái hiệu quả là trẻ hóa toàn diện, chúng tôi còn hay nói với nhau đó là laser có tác dụng là 5 trong 1, mang lại cái hiệu ứng làm nắp hồng, xóa nhăn, có thể làm đẹp sẹo, có thể làm săn chắc và mang lại cái hiệu quả cho khách hàng diện. Thì liệu trình ultrasound 200 có thể ứng dụng cách đơn lẻ hoặc là kết hợp với những liệu trình làm đầy và mang đến một hiệu quả tạo hình khi mà chúng ta có thể kết hợp với cái liệu pháp là năng trị hoặc bị sử dụng là ultrasound camera. Thì đây cũng là một trong những ưu điểm rất là lợi thế của ultrasound 100 và 200, khi mang lại cái hiệu quả rất là tự nhiên, hiệu quả rất là mềm mại ở trên những cái chỉ định cho vùng mặt. Chúng ta có thể áp dụng không giới hạn cho những cái vùng rất là khó điều trị như là vùng dưới mắt, vùng trán, vùng thái dương, hoặc là đối với những cái khu vực mà chúng ta cần phải can thiệp những cái vết nhăn đi tiêu vượt qua mắt, tình trạng phồng mắt, hay ngay cả như có thể cải thiện được cái chất lượng làn da một cách tổng thể. Và một cái điều quan trọng hơn nữa là hiệu quả thẩm mỹ nó kéo dài từ cái hiệu ứng là kích thích gia tăng collagen tự nhiên ở trong cơ thể. Thì đây là những cái đối với tôi thì đó là một cái phương pháp mà đem lại một cái sự cải thiện vượt bậc ở trong mặt thẩm mỹ trong thời điểm này. Trong cái thị trường thẩm mỹ đa dạng và hiện đại như hiện nay thì chúng ta thường xuyên phải lắng nghe những cái nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Bản thân khách hàng luôn luôn mong muốn tìm kiếm những cái giải pháp thẩm mỹ tự nhiên, hiệu quả kéo dài và hạn chế tối đa những tác dụng phụ, và họ rất là ngần ngại tiến trình phẫu thuật. Đó cũng là lý do mà đối với cái tiến trình điều trị thẩm mỹ can thiệp sử dụng là một chỉ của ultrasound 100 200, chúng tôi đánh giá đây là một xu hướng vàng. Và đây cũng là một cái lợi thế, một cái bước điểm sáng ở trong ngành thẩm mỹ trong thời gian gần đây, khi thỏa mãn cả ba nhu cầu này với khách hàng. Đầu tiên có thể mang đến một cái hiệu quả rất là tự nhiên, tinh chỉnh rất là nhỏ nhưng mà đem lại một sự thay đổi rất là lớn cho khách hàng. Với cái hiệu quả này, chúng ta có thể thấy được rằng video đó là một cái chất liệu trị được tiêu trong sinh học và đã được ứng dụng ở trong phẫu thuật ngoại khoa là 30 năm, cho nên là cực kỳ an toàn từ cái hiệu quả là kích thích gia tăng collagen tự thân của cơ thể. Thứ hai đó là hạn chế tối đa những tác dụng phụ liên quan, bởi vì là chúng tôi sử dụng những cái vật chất siêu nhỏ và với cái kích thước hạt rất là đồng đều của video thì sẽ đem lại một cái hiệu quả dàn trải mô, và chúng ta sẽ hạn chế tối đa những tình trạng như là tắc mặt, tổn thương mô hoặc là chèn ép. Mà so với những loại filler trên thị trường thì các bác sĩ sẽ rất là ngần ngại. Điều quan trọng cuối cùng đó là cái hiệu quả thẩm mỹ rất là lâu dài và tự nhiên, và đây là ba yếu tố chính mà sẽ rất là phù hợp dành cho những đối tượng khách hàng sợ đau, sợ phẫu thuật, rất là mong muốn tìm kiếm những giải pháp thẩm mỹ an toàn, tự nhiên và đem lại một cái hiệu quả là trẻ trung một cách lâu dài.